ngày 24 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hội đua thuyền rồng Hà Nội mở rộng. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức đua thuyền tại Hồ Tây với sự tham gia của 27 đội đến từ các quận huyện của Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Thái Nguyên. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân thủ đô đã đến để tham gia lễ hội bất chấp thời tiết mưa rét. Lễ hội được tổ chức với nhiều hạng mục. Mỗi hạng mục gồm nội dung nam nữ phối hợp với đường đua cự ly 600m. Hơn 400 vận động viên cùng tranh tài trên đoạn Hồ Tây từ chùa Trấn Quốc đến vườn hoa Lý Tự Trọng. Tại lễ hội, các vận động viên nhiều lứa tuổi đã cùng nhau thi đấu đầy sôi động trong tiếng trống cổ vũ, mang đến không khí lễ hội vui tươi trong những ngày đầu năm. Sau lễ hội năm nay, thành phố dự kiến sẽ đưa lễ hội đua thuyền thành hoạt động thường niên và các đội mời có thể mở rộng ra khu vực ASEAN. Lễ hội nhằm khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống của dân tộc để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với thủ đô Hà Nội.